Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào câu số 31 là Hajime. Nghĩa của Hajime là ban đầu, lúc đầu. Chúng ta cùng đọc từng đáp án cụ thể nhé. Thứ nhất này, tennis wo suru no wa kore wa Hajime desu. Đây là ban đầu, lúc đầu. Ở câu này thì nên sử dụng là kore wa hajimete desu. Hajimete nghĩa là lần đầu tiên. Cái việc chơi tennis thì đây là lần đầu tiên. Câu số 2 này. Watashi wa mai asa tsuma yori hajime ni okimasu. Ở đây thì người ta nên sửa là tsuma yori saki ni okimasu. Có nghĩa là tôi thì hàng ngày đều dậy trước vợ. Câu thứ 3 này. Sensei ga konakute jūgyō no hajime ga 5 phút okureta. Jūgyō no hajime, người ta không nói như vậy mà ở đây người ta muốn nói cái sự bắt đầu của giờ học, đúng không? Cái việc giờ học bắt đầu thì nên dùng là jūgyō no hajimari ga 5 phút okureta. Hajimari nghĩa là danh từ, là sự bắt đầu. Câu số 4 này. Nihon no seikatsu ni hajime wa nakanaka naremasen deshita. Thế nhỉ? Có nghĩa là cuộc sống ở Nhật đi thì ban đầu thì mãi mà tôi không thể quen được, đúng không? Vậy đáp án đúng là đáp án số 4. Hajime wa nakanaka naremasen deshita. Tiếp theo câu số 32 là ima ni mo, nghĩa là sắp như thế nào đấy, đến nơi rồi. Ví dụ như ima ni mo ame ga furidashi soda, sắp mưa đến nơi rồi. Hay là ima ni mo ochi soda, sắp rơi đến nơi rồi. Đấy là cách sử dụng của cái từ ima ni mo. Chúng ta sẽ đọc và dịch từng đáp án cụ thể nhé. Thứ nhất, ima ni mo sawa o abita tokoro desu. Sai đúng không? Sắp cái gì? Đúng không? Abita tokoro có nghĩa là vừa mới tắm xong, đúng không? Câu này nên nói là ima sawa o abita tokoro desu. Câu số 2 này. Sono onna no hito wa ima ni mo nakidashi so datta. Cái người con gái kia thì bây giờ cũng có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi. Câu số 3 này. Daiji na hanashi ga aru node ima ni mo kochira ni kite kudasai. Ima ni mo ở câu này người ta nên nói là ima sugu kochira ni kite kudasai, đúng không? Vì có cô có chuyện quan trọng muốn nói cho nên là ngay bây giờ hãy đến đây. Chưa nhỉ? Câu số 4. Sono toki no koto wa ima ni mo yoku oboite imasu. Ở câu này thì người ta nên dùng là ima demo yoku oboite imasu. Ima demo nghĩa là cho đến bây giờ, đúng không nhỉ? Cái sự việc lúc đó thì cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Vậy đáp án đúng của câu này là đáp án 2 đúng không? Ima demo nakidashi so datta. Có vẻ sắp khóc đến nơi rồi. Tiếp theo câu số 33. Imagoro nghĩa là lúc này, giờ này. Câu thứ nhất nhá. Imagoro ni natte yoyaku honto no koto o shitta. Nghĩa là cho đến đến giờ này thì cuối cùng tôi đã biết được sự thật. Vậy thì đáp án đúng sẽ là đáp án 1 rồi đúng không? Còn đáp án 2, 3, 4 vì sao lại sai nhá. Thứ hai này. Sora ga kumotte kite imagoro ame ga furi soda. Câu này thì như vừa nãy mình đã lấy ví dụ đúng không? Nên câu này nên sử dụng là ima ni mo ame ga furi soda. Có nghĩa là trời thì rất là nhiều mây, có vẻ như sắp mưa đến nơi rồi. Câu thứ ba nhá. Osokatta ne imagoro doko ni itte kita no? Nhá. Imagoro doko ni itte kita no? Lúc này giờ này thì người ta sẽ không bao giờ hỏi là itte kita, đúng không nhỉ? Cái này nên hỏi là ima made doko ni itte kita no? Có nghĩa là từ nãy đến giờ thì đã đi đâu đấy, đúng không? Tiếp câu số 4. Imagoro keitai denwa o motte inai gakusei wa mezurashii.
Imagoro là lúc này, giờ này đúng không? Ở câu này thì nên nói là trong thời đại này. Thì cái việc mà học sinh không có điện thoại ấy là việc rất là hiếm, đúng không? Thì nên nói là Imadoki, có nghĩa là ngày nay, thời nay, thời đại này. Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Tiếp theo là câu số 34, Kongo, nghĩa là từ nay trở đi. Câu số 1 nhá. Kongo no natsu yasumi ni wa nihon o ryokou suru yotei da. Kongo no natsu yasumi thì không đúng, đúng không? Người ta muốn nói là kỳ nghỉ tới, chẳng hạn kỳ nghỉ hè tới thì tôi có dự định là đi du lịch Nhật Bản, đúng không? Thì sẽ là Kondo no natsu yasumi, có nghĩa là kỳ nghỉ hè tới. Câu thứ hai, watashi wa kongo mokuyobi made suchō no yotei desu. Kongo mokuyobi made. Câu này rõ ràng là sai rồi, đúng không? Nếu mà nói thì người ta nên nói là kyō kara mokuyobi made. Có nghĩa là từ hôm nay cho đến thứ năm thì tôi có kế hoạch đi công tác. Câu 3 này, Kongo wa gomi no saiyō ga masu masu susumu daro. Kongo wa, Kongo có nghĩa là từ nay trở đi thì, đúng không? Cái việc tái chế lại rác sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, đúng không? Ngày càng mở rộng hơn nữa, chẳng hạn. Vậy đáp án 3 là đúng rồi nhá. Tiếp theo đáp án 4 tại sao lại sai này? Daigaku ni sutsugyou shita Kongo wa yoku ni yasumitai. Sutsugyou shita Kongo, người ta không nói như vậy mà người ta nói là sutsugyou shita ato, có nghĩa là sau khi tốt nghiệp đại học, đúng không? Thì tôi muốn nghỉ ngơi. Tiếp theo câu cuối cùng, câu số 35 là chokuzen, nghĩa là ngay trước khi nha, các bạn nhớ nhá, ngay trước khi có nghĩa là trước một thời điểm nào đấy, được chưa nhỉ? Câu số 1 này, mo chokuzen ni owarimasu kara ato sukoshi matte kudasai. Chokuzen ni owaru, người ta không nói như thế, đúng không? Người ta sẽ nói là sắp xong rồi, đúng không nhỉ? Thì sẽ là mo sugu ni owarimasu kara, đúng không nhỉ? Tôi đã sắp xong rồi cho nên là đợi thêm một chút nữa thôi, đúng không? Câu số 2 này, watashi no ie wa chokuzen ni koen ga aru no de kodomo no koe ga urusai. Trước nhà thì người ta không dùng cái từ chokuzen này, được chưa nhỉ? Chokuzen là trước khi. Trước nhà thì người ta sẽ ngay phía trước, người ta sẽ dùng me no mae, được chưa nhỉ? Câu này sẽ là watashi no ie wa me no mae ni koen ga aru, được chưa nhỉ? Ngay trước nhà tôi thì có công viên. Câu thứ 3 này, Sutachi no chokuzen ni natte passporto wa nai koto ni kizuita. Sutachi no chokuzen, đúng không? Có nghĩa là ngay trước khi xuất phát, đúng không nhỉ? Câu này là đáp án đúng nhá. Ngay trước khi xuất phát thì tôi đã phát hiện ra rằng không mang theo passport, đúng không? Câu số 4 này, Mada jikan ga aru kara eiga no chokuzen ni yukuri kaimono o shiyo. Eiga no chokuzen thì không đúng, đúng không? Phải nói là eiga no mae ni, có nghĩa là trước khi xem phim thì cùng nhau đi mua sắm thôi, đúng không nhỉ? Clip hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn vì các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.